Năm ngôn ngữ tình yêu, bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1: Tổng quan. Năm ngôn ngữ tình yêu. Bí mật để tình yêu kéo dài 1992-2015 của mục sư Baptist và chuyên gia hôn nhân Gary Chapman là một hướng dẫn để hiểu, củng cố và biến đổi các mối quan hệ thân mật. Vì mỗi người có những nhu cầu khác nhau trong việc cho và nhận tình yêu, chìa khóa để có một cuộc hôn nhân lành mạnh hạnh phúc là hiểu được những nhu cầu này của bản thân cũng như của người bạn đời cháp mang mô tả những nhu cầu này là ngôn ngữ tình yêu mọi người đều có một bể chứa tình cảm giống như một bể chứa khí khi vợ chồng nói ngôn ngữ yêu thương của nhau một cách nhất quán cả hai đều cảm thấy được yêu thương và cảm xúc yêu thương của họ tràn đầy khi bể tình yêu đầy tràn việc đáp trả lại là điều tự nhiên khi mọi người cảm thấy được yêu thương họ muốn bày tỏ tình yêu với nửa kia của mình khái niệm này cũng áp dụng cho trẻ em những người có xu hướng cư xử không đúng mực khi bể tình yêu của họ ở mức thấp nói ngôn ngữ tình yêu cơ bản của nhau khuyến khích sự hào phóng và hạnh phúc trong mối quan hệ ngược lại không nói được ngôn ngữ yêu thương của nhau sẽ sinh ra oán giận cay đắng và xung đột nếu một người bạn đời không nhận ra ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu thì bất kỳ nỗ lực nào để bày tỏ tình yêu và tình cảm sẽ không được ghi nhận với người phối ngẫu vì ngôn ngữ tình yêu mà người phối ngẫu nói không phải là ngôn ngữ đó do đó vợ chồng phải xác định được ngôn ngữ tình cảm trong mối quan hệ của họ bước đầu tiên để tạo ra một nền tảng tình cảm vững chắc trong mối quan hệ có năm ngôn ngữ tình yêu chính lời khẳng định hoặc biểu hiện bằng lời nói về sự tôn thờ và đánh giá cao thời gian chất lượng được định nghĩa là có thời gian không bị gián đoạn và được người phối ngẫu quan tâm nhận quà có nghĩa là nhận được những cử chỉ và món quà chu đáo, hành động phục vụ, hoặc nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ thiết thực giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Và đụng chạm thể chất, đề cập đến các biểu hiện thể chất của tình yêu như những cái ôm và vuốt ve phi tình dục, học ngôn ngữ yêu thương chính của vợ chồng mình, cũng như hiểu được ngôn ngữ của chính mình, đảm bảo rằng đối phương sẽ tiếp nhận và cảm nhận được những cảm xúc yêu thương và triều mến. Đáp ứng nhu cầu của nhau sẽ tự nhiên tạo ra những điều kiện thích hợp để đi đến cốt lõi của những bất đồng. Mối quan hệ được củng cố và một cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài là kết quả của việc nỗ lực để hiểu và nói ngôn ngữ tình yêu của nhau. Phần 2. Những hiểu biết chính. Mọi người nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Tình yêu là nhu cầu tình cảm cơ bản nhất. Tình yêu thực sự không giống như sự mê đắm, đòi hỏi sự lựa chọn có ý thức để hỗ trợ lẫn nhau những lời khẳng định bao gồm những lời khen ngợi và những lời tử tế thời gian chất lượng tạo ra một bể chứa những kỷ niệm vui vẻ dù đắt tiền rẻ tiền hay miễn phí quà tặng có thể là biểu tượng của giá trị và tình yêu tình yêu không bao giờ có thể được đưa ra dưới sự cưỡng ép một cặp đôi có thể có cùng một ngôn ngữ tình yêu nhưng lại nói những phương ngữ khác nhau những người có ngôn ngữ tình yêu chính là đụng chạm thể xác đòi hỏi phải thể hiện tình cảm thể xác để lấp đầy bể tình yêu của họ. Tài liệu tham khảo chính về Inside 1, chương 1, 2, chương 2, 3, chương 3, 4, chương 4, 5, chương 5, 6, chương 6, 7, chương 7, 8, chương 7, 9, chương 8 phần 3. Key Inside 1 mọi người nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau ngôn ngữ tình yêu tương tự như ngôn ngữ nói ở chỗ nếu một người phối ngẫu chỉ nói tiếng pháp và người kia chỉ nói tiếng đức thì những khó khăn trong giao tiếp sẽ xảy ra những đối tác nói ngôn ngữ tình yêu khác nhau sẽ không thể nhận ra những cử chỉ yêu thương và quan tâm của nhau nhận ra rằng mọi người đều có ngôn ngữ tình yêu cơ bản khác nhau là bước đầu tiên để tìm hiểu về nhu cầu ngôn ngữ tình yêu tương ứng Biết ngôn ngữ tình yêu của đối tác là một bước quan trọng để hiểu đối tác của bạn cần gì và làm thế nào để đối tác của bạn cảm thấy có giá trị. Trong một bài báo trên Redbook năm 2017, nhà văn Sarlok Hugh Anderson chia sẻ kết quả khảo sát các chuyên gia về mối quan hệ và các chuyên gia khác, bao gồm cả luật sư ly hôn, về cách đảm bảo rằng cả hai người trong mối quan hệ đều cảm thấy được yêu thương người hòa giải ly hôn elinor robin lưu ý rằng hầu hết các cặp vợ chồng trên bờ vực chia ly đều có cùng một câu chuyện từ gốc rễ của họ mỗi đối tác đã không cảm thấy có giá trị hoặc cảm thấy mất giá trị và không được tôn trọng bởi người phối ngẫu để tránh một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và nguy cơ chia tay robin khuyên bạn nên hỏi xem điều gì là quan trọng nhất để khiến người hôn phối cảm thấy đặc biệt được đánh giá cao và có giá trị theo quan điểm của cô ấy người phối ngẫu thường cố gắng thể hiện tình yêu theo những cách đã nêu cụ thể đồng thời người hôn phối cảm thấy được quý trọng sẽ tự nhiên đáp lại tình cảm đó cố gắng hiểu người hôn phối của mình đòi hỏi điều gì nhà trị liệu gia đình được cấp phép sarah clark nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp cởi mở về các nhu cầu cơ bản đặc biệt là trước khi các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện theo clark sự thay đổi trong thói quen của vợ hoặc chồng chẳng hạn như đột ngột về khuya ở văn phòng hoặc tránh thời gian dành cho gia đình vào cuối tuần, thường cho thấy hôn nhân có vấn đề. Clark đã nhận thấy rằng nhiều cặp vợ chồng ngần ngại hỏi trực tiếp những gì họ cần để cảm thấy được yêu thương, nhưng đó chính xác là cách tạo điều kiện cho một mối quan hệ hạnh phúc và cân bằng. Khi yêu cầu, các đối tác nên biết rằng không một người nào có thể đáp ứng mọi nhu cầu, vì vậy việc hiểu được điều gì là quan trọng nhất hoặc ngôn ngữ tình yêu chính là rất quan trọng. Clark cũng khuyến nghị rằng mỗi đối tác nên nói lên những kỳ vọng, ngay cả những kỳ vọng không thực tế cũng nên được khám phá trong cuộc trò chuyện. Cuộc khám phá này nâng cao sự hiểu biết và có thể giúp các cặp vợ chồng đạt được những kỳ vọng thực tế về nhau. Với vai trò là người hòa giải ly hôn và nhà trị liệu mối quan hệ, Robin và Clark đều nêu bật vai trò thiết yếu của giao tiếp trong việc hiểu nhu cầu ngôn ngữ tình yêu cụ thể của đối tác. Điều này chỉ có thể xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho mối quan hệ. 1 phần 4 Key Insight 2 Tình yêu là nhu cầu tình cảm cơ bản nhất. Các nhà tâm lý học tin rằng tình yêu là yêu cầu thiết yếu nhất cho sự an toàn và hạnh phúc về mặt cảm xúc. Tình yêu và tình cảm làm cho mọi người cảm thấy như họ thuộc về và được đánh giá cao và mong muốn. Khi trẻ em không cảm thấy được yêu thương, chúng sẽ hành động. Khi người lớn không cảm thấy được yêu thương, họ cũng có thể hành động. Gây gỗ cằn nhằn và chỉ trích là một số cách mà mọi người cho thấy họ cảm thấy không được yêu thương. Xung đột quan hệ có thể là do không có khả năng chấp nhận và đón nhận tình yêu, như Harvin Hendrix và Helen Lackenly Hunt, một bộ đôi nhà trị liệu hôn nhân đã kết hôn, khám phá trong cuốn tiếp nhận tình yêu. Để mối quan hệ của bạn được thay đổi bằng cách để bản thân được yêu 2004. Trong quá trình trị liệu, Hendrix và tôi đã làm việc với các cặp vợ chồng để xác định xem mỗi người cần gì ở đối phương để cảm thấy được yêu thương và đánh giá cao. Trong một số trường hợp, ngay cả khi một đối tác đã tuyên bố đáp ứng nhu cầu, đối tác đó có thể vẫn cảm thấy không được yêu thương. Hendrix và Hunt nhận ra rằng một số người cảm thấy lo lắng khi nhu cầu của họ được đáp ứng, như trường hợp của George và Mary. Mary nói rõ chính xác những gì cô ấy cần những biểu hiện tình cảm hàng ngày chẳng hạn như được nói chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng khi gióc cho bắt đầu làm những điều này, cô ấy đã từ chối anh ấy. Lúc đầu, có vẻ như Mary có lý, những nỗ lực của anh ấy không có vẻ thực tế vì chúng nằm dưới sự hướng dẫn của bác sĩ trị liệu. Tuy nhiên, sau nhiều tuần trôi qua, Hendrix và Hằng thấy rằng vấn đề không phải là George chỉ không có ý định bày tỏ tình yêu, mà là Mary gặp khó khăn trong việc coi những cử chỉ của anh là tình yêu vấn đề không phải ở người cho giót chứ mà ở người nhận Mary khi họ khảo sát các cặp đôi khác trong quá trình thực hành họ có thể thấy rằng việc chống lại việc đón nhận tình yêu là phổ biến họ tin rằng bước đầu tiên để hàn gắn kiểu quan hệ này là xác định đó để đối tác cho đi không nản lòng và bỏ cuộc sự lo lắng đi kèm với những nhu cầu được đáp ứng bắt nguồn từ thời thơ ấu khi cha mẹ không đáp ứng nhu cầu yêu thương của trẻ và vì vậy đứa trẻ giờ đã trưởng thành từ chối nhu cầu của chính mình. Khi trưởng thành, việc từ chối nỗ lực của đối tác thật sự là từ chối bản thân. Chữa lành những vết thương cũ này sẽ dọn đường dẫn đến sự thân mật và tình yêu đích thực, một nhu cầu cơ bản cho tất cả chúng sinh. 2 phần 5 Key Insight 3 Tình yêu đích thực, không giống như sự mê đắm, đòi hỏi phải lựa chọn hỗ trợ lẫn nhau một cách có ý thức. Thông thường, khi các cặp đôi lần đầu gặp nhau, họ trải qua bong bóng tình yêu hoặc giai đoạn mà họ tin rằng tình yêu đã thay đổi họ và họ sẽ luôn vị tha và cống hiến cho người bạn đời của mình tuy nhiên giai đoạn đó không bao giờ kéo dài đến một lúc nào đó thực tế bắt đầu một số cặp đôi sau đó có thể chọn cách ly thân hoặc cam chịu bất hạnh nhưng đó sẽ là một sai lầm vì thời điểm này là cơ hội để lựa chọn tình yêu thực sự đó là thái độ sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau Tình yêu thật sự có thể tạo ra những cảm xúc tích cực tương tự như những cảm xúc trong giai đoạn mê đắm. Chỉ có điều những cảm xúc này tồn tại vì chúng dựa trên thực tế. Trong On About Love, New Visions 2000, nhà triết học nữ quyền, nhà hoạt động và tác giả có sách bán chạy nhất khám phá cách khái niệm tình yêu thường được định nghĩa một cách mơ hồ. Cô ấy đã viết cuốn sách để đáp lại những mối quan hệ trước đây mà cô ấy đã đấu tranh để cảm thấy được yêu thương và cô ấy phàn nàn về việc thiếu một định nghĩa chung về tình yêu là gì. Trong khi nhiều người tin rằng tình yêu bắt nguồn từ bản năng ngụ ý rằng đó không phải là sự lựa chọn có ý thức những cái mốc liên quan tốt nhất đến định nghĩa trong The Rocklet Travelet 1978, một cuốn sách tự giúp đỡ của bác sĩ tâm thần mờ, Scott Bates Bết mô tả tình yêu vừa là hành động vừa là ý định mong muốn hỗ trợ, nuôi dưỡng và nuôi dưỡng sự phát triển tâm linh của người khác định nghĩa về tình yêu này rất cần thiết cho sự phát triển của con người nổi bật nhất là trong thời thơ ấu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển để đáp lại sự an toàn của tình yêu thương là sự kết hợp của tình cảm sự cam kết sự tôn trọng lòng tốt và sự giao tiếp trung thực tuy nhiên xã hội duy trì một mô hình tình yêu không lành mạnh quan điểm chủ đạo về tình yêu không liên quan gì đến những hành động và ý định yêu thương theo móc xã hội càng có thể chấp nhận một ngôn ngữ chung xung quanh tình yêu là gì và tình yêu không phải là gì thì xã hội sẽ trở nên lành mạnh hơn, yêu thương hơn. 3 phần 6 Key Insight 4 Những lời khẳng định bao gồm những lời khen ngợi và những lời tử tế. Một người phát triển nhờ lời khẳng định làm người cần sự trấn an bằng lời nói. Ví dụ, một người phụ nữ có thể thích nhận được những lời khen khẳng định tình cảm của người bạn đời dành cho mình hoặc chỉ đơn giản là cần sự giao tiếp được diễn đạt một cách nhẹ nhàng, quan tâm, ngay cả khi chủ đề của cuộc trò chuyện là khó hiểu. Cặp đôi đã kết hôn và các chuyên gia về hôn nhân gay và Kathleen Hendricks viết về khó khăn trong việc học cách chia sẻ những lời cảm kích tự nhiên, chân thật trong tình yêu bền vững, nằm bí mật để phát triển một mối quan hệ có ý thức và quan trọng 2004 trong khi hầu hết các cặp vợ chồng có thể hiểu sự cần thiết phải đưa ra sự đảm bảo tự do bằng lời nói. Hendrixis báo cáo rằng các cặp vợ chồng thường mất cả năm liên tục đưa ra những lời cảm kích để hiểu đầy đủ mức độ phục hồi và chữa lành của phương pháp này. Ví dụ, dành thời gian để khen kiểu tóc mới của đối tác, hoặc dừng lại để nhận ra sự hào phóng thầm lặng và sự tin cậy tuyệt đối của đối tác sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên, Hendricks cảnh báo rằng những lời đánh giá cao và ngưỡng mộ như vậy không bao giờ được đưa ra với ý định nhận lại điều gì đó nói cách khác thao túng đối tác bằng cách đưa ra lời khen ngay cả khi họ chân thành không phải là biểu hiện của tình yêu đích thực có ý thức hoặc tình yêu được cho đi một cách tự do phần thưởng cho những người khen ngợi là tận hưởng cảm giác tốt đẹp mà họ làm cho người khác như henrixis cho thấy Sử dụng những lời khẳng định để thể hiện tình yêu về cơ bản là một hành động hào phóng và cuối cùng cũng mang lại sự hài lòng. 4 phần 7 Key Insight 5 Chất lượng thời gian tạo ra một kho ký ức hạnh phúc. Thời gian chất lượng bao gồm bất kỳ thời gian nào mà người phối ngẫu có được sự quan tâm trọn vẹn, không phân chia của người bạn đời. Điều đó có nghĩa là thời gian không bị ảnh hưởng bởi những lo lắng về công việc, không ngừng nhìn vào điện thoại di động hoặc bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc ở bên nhau khi dành thời gian quý giá để cùng nhau thực hiện các hoạt động đáng nhớ chẳng hạn như đi bộ đường dài các cặp đôi sẽ tích lũy những hồi ức có thể được rút ra sau này khi suy ngẫm những ký ức này bất kể là hoạt động gì đều trở thành ký ức của tình yêu và tình cảm nỗ lực phối hợp để dành thời gian chất lượng bên nhau có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ và tạo ra những kỷ niệm như nhà văn Melanie liệt đã phát hiện ra khi cô tham gia một bài tập với bạn trai 5 năm của mình hỏi nhau 36 câu hỏi và nhìn vào mắt nhau trong 4 phút. Các câu hỏi được đưa ra từ một nghiên cứu năm 1997 của nhà tâm lý học Arthur Aron và nhằm chứng minh làm thế nào hai người, thậm chí là người lạ, có thể phát triển sự gần gũi. Bét liệt cảm thấy cô ấy biết mọi thứ về nửa kia của mình, cho đến một đêm họ ngồi xuống và hỏi nhau những câu hỏi đã định sẵn để đánh dấu dịp này họ ăn tối dưới ánh nến uống rượu và sau đó ngồi xuống để khai thác những góc khuất trong tâm hồn của nhau họ nói về những đứa con tương lai vị khách lý tưởng trong bữa tối và những khoảnh khắc xấu hổ trong khi một số câu trả lời cho thấy sự khác biệt rõ rệt về quan điểm bét liệt cảm thấy được an ủi khi bạn trai của cô ấy nhận xét về điều mà anh ấy ngưỡng mộ nhất ở cô ấy vì những quan sát cụ thể của anh ấy chẳng hạn như việc cô ấy không bị thúc đẩy bởi ý kiến của người khác khiến cô ấy cảm thấy được nhìn nhận. Họ kết thúc hoạt động bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong 6 phút, vượt quá 2 phút so với những gì nghiên cứu khuyến nghị. Trong thời gian đó họ bắt đầu khóc. Bét liệt phát hiện ra rằng bài tập này không chỉ là một bài tập trí tuệ. Trên thực tế, trải nghiệm bộc lộ bản thân lẫn nhau đã khẳng định niềm tin của cô ấy rằng cô ấy đang ở bên đúng người. Những ký ức sống động của cô ấy về bài tập này cho thấy một trải nghiệm đáng nhớ có thể có những âm hưởng tích cực, lâu dài như thế nào trong suốt một mối quan hệ. 5 phần 8 Key Insight 6 Dù đắt tiền, rẻ tiền hay miễn phí, quà tặng đều có thể là biểu tượng của giá trị và tình yêu thương. Cử chỉ của tình yêu có thể bao gồm một lá thư viết tay, hoa, một bức ảnh đóng khung, hoặc một mặt hàng quần áo. Đối với những người có ngôn ngữ tình yêu cơ bản là nhận quà, điều quan trọng nhất là suy nghĩ về việc nhận và tặng quà. Thời gian cũng có thể là một món quà tuyệt vời. Ví dụ, nếu một người phụ nữ chọn bỏ lỡ một kỳ nghỉ cuối tuần rất cần thiết với bạn bè vì chồng cô ấy đang gặp khó khăn trong công việc và cô ấy muốn hỗ trợ anh ấy, thì đó được coi là một món quà về thời gian của cô ấy. Đặc biệt vì điều đó có nghĩa là cô ấy phải hy sinh điều gì đó mà cô ấy thật sự muốn làm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả khi mọi người có ý định tốt nhất trong việc thể hiện những cử chỉ cảm kích, đôi khi họ vẫn bỏ lỡ mục tiêu. Theo một nghiên cứu năm 2014, người nhận hạnh phúc nhất khi quà tặng phục vụ mục đích thiết thực hoặc dễ sử dụng hơn trong bối cảnh cuộc sống và thói quen hàng ngày của họ. Trong khi đó, người tặng có nhiều khả năng tặng những món quà ít thiết thực hơn, nhưng dường như được mong muốn hơn. Ví dụ, một người đàn ông có thể biết bạn đời của mình thích được massage vì vậy anh ta chọn một spa sang trọng mà bạn phải mất nhiều công sức mới đến được vì nó cách nhà bạn đời của anh ta một giờ đồng hồ đối tác của anh ấy sẽ muốn nhận được một phiếu quà tặng tại tiệm massage bình dân gần nhà cô ấy hơn vì vậy cô ấy đánh giá cao cử chỉ này nhưng sẽ ít đánh giá cao hơn nếu anh ấy cân nhắc tính khả thi của món quà trong những trường hợp như thế này việc tặng quà sẽ phản tác dụng đặc biệt khi người tặng mong đợi lợi ích xã hội, có lẽ là nâng cao lòng biết ơn từ người nhận. Do việc tặng quà, nghiên cứu này minh họa tầm quan trọng của việc chọn những món quà thực tế và lắng nghe những mối quan tâm thực dụng của người nhận. 6 phần 9 Key Insight 7 Tình yêu không bao giờ có thể trao đi khi bị ép buộc. Sự hỗ trợ của người phối ngẫu không phải là một biểu hiện của tình yêu nếu nó không được đưa ra trong tinh thần yêu thương. Chẳng hạn, Miễn cưỡng giặt đồ mỗi tuần không phải là một biểu hiện của tình yêu. Tình yêu không thể bị ép buộc hay đòi hỏi. Điều cần thiết là cả hai đối tác hiểu rằng họ không thể làm cho đối tác của họ yêu họ. Yêu cầu cung cấp hướng dẫn về nhu cầu tình cảm, nhưng đối tác khác có quyền lựa chọn có đáp ứng yêu cầu hay không. Trong một bài báo trên Guardian năm 2014, Riceu viết về những trở ngại đáng ngạc nhiên mà các đối tác phải đối mặt khi sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của nhau xu bước vào cuộc hôn nhân với tom với ý định rõ ràng rằng họ sẽ không có mối quan hệ kiểu cũ nơi cô đảm nhận công việc gia đình và anh là người hỗ trợ tài chính chính tom hết lòng đồng ý nhưng động lực của họ đã thay đổi sau khi họ có hai con xu cuối cùng đã phải làm phần lớn việc chăm sóc bọn trẻ và dọn dẹp nhà cửa trong khi vẫn hoàn thành đúng thời hạn công việc của mình trong khi đó tom đã đi du lịch nước ngoài với tư cách là một nhà báo trong một thời gian dài khi xu cảm thấy quá sức cô ấy nài nỉ tom giúp đỡ nhiều hơn cuối cùng cô ấy yêu cầu tom thừa nhận những nỗ lực của cô ấy và nói lời cảm ơn anh ấy làm điều này theo yêu cầu của cô ấy nhưng không tự nguyện hay chủ động của anh ấy cặp đôi đã không đạt được sự phân công lao động công bằng cho đến khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ của jessica dee group của viện thierry park tổ chức giúp các bậc cha mẹ trong các hộ gia đình có thu nhập kép điều hướng các nhiệm vụ chung Bước đầu tiên của Su và Tom là nói về cách họ nhìn nhận cuộc sống gia đình lý tưởng của mình. Sau những cuộc trò chuyện dài, họ nhận ra rằng Tom đang đi theo con đường mà cha anh, người từng là trụ cột chính trong gia đình, đã vạch ra. Chậm, họ bắt đầu nhận ra mình đã hình thành định kiến giới trong nội tâm như thế nào. Những cuộc trò chuyện này giúp họ trở lại thẳng hàng và giờ đây Su và Tom sẵn sàng chia sẻ nhiều gánh nặng trong nước hơn. Đối với Su và chồng cô sự thay đổi này đòi hỏi phải xác định nguyên nhân gốc rễ khiến họ có sự phân công lao động không công bằng như vậy ngay từ đầu mỗi người đều hoạt động từ một tập hợp các niềm tin chưa được kiểm chứng về giới tính ngay cả khi tom đã hành động ngoài nghĩa vụ chẳng hạn như thỉnh thoảng đưa bọn trẻ đi khám bác sĩ thì cặp vợ chồng cũng không thể đạt được sự bình đẳng nếu không hiểu được những động cơ tiềm ẩn trong hoàn cảnh của họ khi những niềm tin đó được đặt lên hàng đầu cặp đôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách họ muốn sống, bao gồm cả việc chia sẻ các nhiệm vụ cơ bản trong gia đình. Bởi vì họ từng dành thời gian và sức lực để giải quyết vấn đề này, bây giờ họ hào phóng cho nhau. Ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của việc đào sâu vào các hệ thống niềm tin và cách các hệ thống niềm tin đó có thể tác động đến sự sẵn lòng đóng góp cho mối quan hệ của mỗi đối tác. 7 phần 10 Key Insight 8 một cặp đôi có thể có cùng ngôn ngữ tình yêu nhưng lại nói những phương ngữ khác nhau điều này không phổ biến nhưng hai người trong cùng một mối quan hệ có thể có cùng một ngôn ngữ tình yêu nếu cả hai đối tác đều yêu cầu các hành động phục vụ họ có thể hiểu cơ bản về lý do tại sao điều quan trọng là giúp nấu ăn hoặc trông chừng bọn trẻ một cách thường xuyên tuy nhiên họ có thể không nói cùng một phương ngữ vì vậy đối với một người chồng cần những hành động phục vụ những việc như cắt cỏ thường xuyên có thể là điều mà anh ấy nghĩ rằng vợ mình thể hiện tình yêu của mình dành cho cô ấy, trong khi điều cô ấy thực sự muốn là anh ấy hút bụi mỗi tuần một lần. Lấy ví dụ giả định về Sally và Thomas, một cặp vợ chồng trung niên. Sally là trụ cột gia đình, trong khi Thomas ở nhà với hai đứa con của họ. Cả Sally và Thomas đều đánh giá cao khi người kia cố gắng giảm bớt gánh nặng cho họ. Tuy nhiên, sally và thomas bận rộn đến mức họ không dừng lại để đảm bảo rằng họ đang hỗ trợ lẫn nhau theo cách cảm thấy phù hợp nhất ví dụ thomas thích chuẩn bị bữa trưa cho sally để cô ấy không phải ra ngoài ăn điều mà thomas không nhận ra là anh ấy cũng bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa môi trường nếu anh ấy làm bữa trưa cho sally điều đó sẽ cắt giảm việc sử dụng nhựa từ các hộp đựng mang đi trong khi đó sally không phải là nhà bảo vệ môi trường cô ấy không thích mang thức ăn trong túi của mình và kéo những chiếc hộp bẩn về nhà kết quả là hành động phục vụ của thomas không thể hiện tình yêu của anh ấy dành cho cô ấy mặc dù đó là những gì anh ấy dự định điều mà sally thực sự đánh giá cao là thomas đề nghị trông chừng bọn trẻ vài buổi chiều thứ bảy mỗi tháng để cô ấy có thời gian rảnh rỗi với em gái mặc dù thomas đồng ý trông bọn trẻ bất cứ khi nào cô ấy yêu cầu nhưng cô ấy có thể cảm thấy hơi bực bội từ anh ấy Điều này khiến cô ấy bực bội, cho đến khi, theo gợi ý của một người bạn, Sally cuối cùng giải thích rằng cô ấy muốn được giải tỏa khỏi lịch trình bận rộn của mình mà không phải luôn nhờ Thomas trong bọn trẻ. Cô ấy cũng thừa nhận rằng cô ấy không muốn mang theo bữa trưa. Thomas rất ngạc nhiên, nhưng với sự hướng dẫn của Sally, anh ấy có thể thể hiện tình yêu của cô ấy theo cách mà cô ấy có thể cảm nhận và trân trọng bằng những hành động phục vụ cụ thể theo phương ngữ của cô ấy. Phần 11 key insight 9. Những người có ngôn ngữ tình yêu chính là sự đụng chạm cơ thể đòi hỏi phải thể hiện tình cảm bằng cơ thể để lấp đầy bể tình yêu của họ. Việc thiếu đụng chạm có thể tạo ra nỗi đau tinh thần ở người có ngôn ngữ tình yêu chính là sự tiếp xúc cơ thể. Nếu một đối tác coi trọng sự đụng chạm cơ thể luôn bắt đầu tiếp xúc, anh ấy hoặc cô ấy có thể lùi lại để cho đối tác cơ hội bắt đầu đụng chạm. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh tầm quan trọng của việc chạm vào các cặp đôi như nhà văn Daniel Friedman đã nhấn mạnh trong một bài báo năm 2018 về sức khỏe. Những cái vuốt ve triều mến đã được chứng minh là làm tăng cảm giác gắn kết và gắn bó trong các đối tác thân mật. Trong mối quan hệ đối tác cam kết lâu dài, sự đụng chạm cơ thể có tác động đến sức khỏe và thể chất vì nó giúp giảm nồng độ cortisol có liên quan đến căng thẳng. Friedman đã phỏng vấn nhà thần kinh học David Liên Linden, người đã nghiên cứu về động chạm Dựa trên nghiên cứu của mình, Linden tin rằng những hành động thể hiện tình cảm như ôm, nắm tay hay một cái đặt tay lên vai là những cách không lời để thể hiện tình đoàn kết và gắn bó với nhau. Friedman cũng nói chuyện với Helen Fisher, một nhà nhân chủng học sinh học, người đã ca ngợi những lợi ích của việc đụng chạm liên tục và lâu dài trong suốt nhiều năm điều mà những người đã kết hôn được một thời gian thường quên làm. Theo quan điểm của Fisher, kiểu đụng chạm này giúp các cặp đôi cảm nhận và duy trì tình yêu trong suốt nhiều năm. Một phần là do mức độ oxytocin tăng lên, một loại hóc môn chịu trách nhiệm liên kết tình cảm, là kết quả của sự gia tăng đụng chạm thể xác. 8 phần 12 Người quan trọng Gary Chapman là một chuyên gia hôn nhân nổi tiếng và là tác giả bán chạy nhất của New York Times với một số cuốn sách bao gồm 5 ngôn ngữ tình yêu của thanh thiếu niên, bí quyết để yêu thanh thiếu niên một cách hiệu quả 2000. Phần 13 Phong cách của tác giả Gary Chapman viết bằng ngôn ngữ ấm áp, dễ tiếp cận và cách hấp dẫn về ngôn ngữ tình yêu và tại sao việc nắm lấy chúng lại quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ của một mối quan hệ đối tác lâu dài. Anh ấy đưa vào nhiều ví dụ từ các cặp đôi ngoài đời thật để minh họa cho năm ngôn ngữ tình yêu khác nhau, bao gồm các phương ngữ khác nhau tồn tại dưới sự bảo trợ của một ngôn ngữ. Những câu chuyện này cũng giúp minh họa những cạm bẫy phổ biến trong lượt đồ ngôn ngữ tình yêu, chẳng hạn như vợ chồng đang vô tình cho đi điều mà họ hy vọng nhận được nhất. Cuốn sách ngắn gọn này gồm 13 chương, trong đó có 5 chương, mỗi chương dành cho một ngôn ngữ tình yêu cụ thể. Ở cuối mỗi chương, Chapman mang thách thức người đọc bằng những câu hỏi để khiến họ suy nghĩ về những ý tưởng trong chương cụ thể đó liên quan như thế nào đến mối quan hệ của họ. Anh ấy cũng bao gồm các ví dụ thực tế xuyên suốt, bao gồm danh sách các hành động hỗ trợ từng ngôn ngữ tình yêu giọng điệu của cháp mang lần lượt khiêm tốn nhẹ nhàng uy quyền và hài hước là một nhà thuyết giáo baptist anh ấy đang xen các đoạn kinh thánh với nhau trong suốt câu chuyện anh ấy bao gồm một liên kết đến năm lớp lá ngựa com trang này có hướng dẫn nghiên cứu cho cuốn sách và cũng có liên kết đến bài kiểm tra để độc giả khám phá ngôn ngữ tình yêu chính của họ đồng thời có một phần dành cho các câu hỏi thường gặp câu trả lời có thể không được đề cập trong văn bản chính. Phần 14. Góc nhìn của tác giả. Gary Chapman, một chuyên gia về mối quan hệ được săn đón, tổ chức các buổi hội thảo trên toàn thế giới về khái niệm ngôn ngữ tình yêu. Khái niệm mà ông đã khám phá trong cả một loạt sách hướng đến nhiều đối tượng độc giả, bao gồm cả người độc thân, đàn ông, trẻ em và thanh thiếu niên. Cuốn sách Ngôn ngữ tình yêu gốc của ông, theo phải lớp lá ngựa 1992, đã bán được hơn 11 triệu bản bằng tiếng Anh, đã được dịch ra gần 50 ngôn ngữ và tiếp tục được xếp hạng là một trong năm cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách của The New York Times. Ngoài bộ truyện này, những cuốn sách bán chạy nhất khác của anh ấy bao gồm các chủ đề như điều hướng một nơi làm việc độc hại và đưa ra lời xin lỗi. Từ những năm 70, Chapman là mục sư tại nhà thờ Baptist Canvary ở Winston-Salem, Bắc Carolina. Phần 15 Kết thúc Instarix chúng tôi hy vọng bạn thích instagram này